Vâng, xin chào quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Trẻ Khỏe Đẹp trong ngày hôm nay cùng với bác sĩ Park. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào cái phần chấm dứt phần 1 đó thì Trịnh Hội nói là Trịnh Hội sẽ đưa cuốn sách này lại cho bác sĩ Hạnh Vũ. Tại vì nghe nói là bác sĩ đã đọc cuốn sách này rồi hả bác sĩ? Dạ. Dạ, thì trong này có điều gì lý thú gì bác sĩ? Dạ có. Ngoài cái scientific information đó, Hạnh có đọc về cái bio của bác sĩ Park. And bác sĩ Park có một đời sống mà nó up and down. Cho nên Hạnh muốn hỏi chi tiết về cái đó. Vâng, bác sĩ nói rằng là hiện giờ cái tiểu sử của bác sĩ Park này cũng khá lý thú. Mà bác sĩ Hạnh muốn hỏi bác sĩ Park. Yeah. Xin mời. So, Dr. Park, when I read your book, I was very captured by your history because you shared your personal history, which has been a struggle. It was pinnacle and really? A deep even trough. For a doctor, wow. Harvard graduate seems like he's a dream history. Mm. But please tell us about your struggle. Yeah, what happened? Well, that's right. I mean, I think in life you always have challenges. So for me personally, we got extremely lucky with financially, and then as that swung down, I was left with less options. Vâng, thưa với quý vị rằng là bác sĩ Park nói là đầu tiên đó là cuộc sống của bác sĩ nó cũng có ups and downs, có nghĩa là lên xuống. Bởi vì đầu tiên là cuộc sống có cũng như là may mắn, giàu có, nhưng mà sau đó đã bị mất hết. Nhưng mà bác sĩ nói rằng là cũng may mắn là bác sĩ đã vẫn còn có một cái business là bán thuốc, cũng như rằng là viết sách và đi nói chuyện, có nghĩa là author. Và bác sĩ nói rằng là khi mà những cái điều này xảy ra đó, thì bác sĩ mới nhận thấy rằng cái stress, cái sự mà buồn bực, lo lắng ở trong cuộc sống của mình, nó làm cho mình già hơn. Rõ ràng, và Trịnh Hội hoàn toàn đồng ý điều đó. Tại vì bác sĩ Park cũng nói rằng là nếu mà mình nhìn cái hình mà của ông Tổng thống Mỹ ha, trước khi mà được vô nhiệm kỳ 1 và qua cái nhiệm kỳ 2 là mình thấy rõ ràng ông Obama, ông Clinton, ông Bush, ông nào cũng già hơn nhiều. Vâng, và bởi vì vậy cái theory, cái điều mà bác sĩ Park nghĩ rằng đó, tại sao chúng ta già? Bởi vì chúng ta lo lắng. Và khi mà chúng ta lo lắng thì khi mà chúng ta ngủ đó, cái giấc ngủ nó không được ngon. Và vì vậy cái telomeres nó không có thời gian để nó mọc lại. Nó không có thời gian để mà nó mọc dài ra. Tại vì nó càng ngày ngắn đi thì mình càng lại bị lão hóa. Vì vậy, một trong những cái điều mà ông nói là nếu mà chúng ta muốn cảm thấy cuộc sống mình nó khỏe, dĩ nhiên là cũng cần phải exercise, nhưng mà muốn có một cái cuộc sống mà là không cho làm mình bị già đi quá thì chúng ta đầu tiên phải có một giấc ngủ ngon, good sleep. Dĩ nhiên exercise. Và một cái theory nữa là chúng ta phải làm sao để mà những cái telomere đó nó có cơ hội để nó phục hồi, nó được mọc lại, phải không bác sĩ? Dạ, đúng vậy. So now that we're on this topic about health, can you define, because this show is Trẻ Khỏe Đẹp, beauty, right, health and rejuvenation, what is health to you? It's pretty, I mean, health is the absence of disease. But it's also the absence of the big disease, which is aging. So you think aging is a disease, not a natural progression? I don't think aging is a disease. I think aging is it's the result of the telomeres eroding in our stem cells. So it's not natural any more than, you think about a car, right? Is it natural for a car to get sick and die? No, you can drive a car to 2 million miles by replacing the parts and by doing maintenance. Same with the human body. It's just that because of our lifestyle, because of the toxins, because of the inefficiency of the repair every night, you know. But we all know people who are happy, they sleep well, they have good karma, they're grateful. They age slower than the rest of us. Maybe anh Trịnh Hội là người vậy. Tại vì anh trẻ coi trẻ hoài. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ nhiều, nhưng mà theo lời bác sĩ Park nói đó, thưa quý vị, là đối với ông, cái sự mà lão hóa nó không phải là một tiến trình tự nhiên. Bởi vì ông cho cái thí dụ là như một chiếc xe chẳng hạn, có thể chạy được 2 million miles tùy vào cái maintenance, có nghĩa là cái sự săn sóc và cái sự thay đổi những cái part, những cái bộ phận này, bộ phận nọ trong chiếc xe. Nếu như mà chúng ta, trong lúc chúng ta rest, tại cái thời gian mà chúng ta ngủ là thời gian để cơ thể nó được phục hồi lại, nếu chúng ta trong cái thời gian đó mà nó, cái cơ thể nó được repair, những cái telomere này nè, nó có cơ hội để nó mọc lại, thì cái tiến trình lão hóa nó sẽ chậm đi.
Và vì vậy, đối với ông thấy rằng những ai mà có một cuộc sống hữu ích, grateful là cảm thấy cảm kích đối với những gì mà đời cho họ, họ sống vui vẻ, lạc quan, thì hầu hết chúng ta đều thấy họ là những người trẻ hơn là những người luôn lo lắng, luôn lo sợ, và vì vậy những người đó già mau hơn. Yeah. Phải không bác sĩ? Yeah. Yeah. Now, what is your definition of beauty? Beauty. Well, it seems I'm surrounded by beauty, so you could just say that. But beauty is obviously aesthetic, it's proportions, but it's authenticity too. So like, you know, people who are truly comfortable with who they are, and they are being genuine and happy, and you know, sending that out, that's beautiful. I mean, it could be hideous, but if they're truly authentic and confident, and that's beautiful. Wow. Vâng, bác sĩ Hạnh lại hỏi câu nữa cũng hơi khó, là làm thế nào chúng ta được định nghĩa là cái sự đẹp. Thì theo bác sĩ Park nói, ông định nghĩa đẹp là dĩ nhiên về cái mặt thể hình thì nó phải proportion, nó phải tương xứng, ví dụ gương mặt nó phải tương xứng. Nhưng mà đối với ông, đẹp cũng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tự tin và chúng ta có một cái thái độ vừa phải, tự nhiên đó, thì và đặc biệt là authentic là cái sự không hẳn là phải tự nhiên không, mà authentic nó là sự nhiệt tình, nhiệt thành, cũng như là có sao nói vậy đó quý vị. Cái authentic có nghĩa là cái người đó họ sống thật với họ, thì khi mà họ sống thật với họ đó thì họ sẽ cảm thấy tự tin và họ vui, họ cho tất cả những gì mà họ có thể cho. Và đối với ông đó, khi mà cái người đó tự tin, khi người đó họ thành thật với chính họ, thì điều đó đối với ông đó là cái đẹp. Yeah. Trẻ rồi. Okay. Why do you think youth is so important? Youth is really two things. Youth is just more, it feels better, it looks better, it smells better, it's better. Because but the second thing that's more interesting is youth is a reminder of the thing that we don't like to think about, which is death and decay. So when we look at a young person, we think, oh, there's that much more life to enjoy their beauty as a partner. But in reality, if you live 600 years looking like you're 20, then the idea of youth becomes abstract. Right. So youth is really a proxy for our fear of getting old and dying. All right. Okay, well, hơi khó dịch. Vâng, thưa quý vị, bởi vì đối với ông đã nói là cái tuổi trẻ thì nó có hai phần. Cái phần thứ nhất, khi mà đã nói trẻ rồi thì nhìn đẹp hơn, nhìn tốt hơn, smell, mình ngửi nó cũng nghe cái mùi thơm nó hơn. Thơm hơn. Nhưng mà ông nói cái phần thứ hai nó quan trọng hơn, đó là khi mà chúng ta nghĩ về người già, có nghĩa là sắp sửa chết, sắp sửa đi. Trong khi đó, nếu như mà cái cuộc sống nó dài khoảng 600 năm, thì một cái người 20 tuổi nữa, một cái người chỉ mới 20 tuổi, mình không nhìn cái chuyện nó trở thành irrelevant, có nghĩa là nó trở thành một cái chuyện vô nghĩa. Tại vì chúng ta không, khi chúng ta nghĩ về cái tuổi trẻ hay tuổi già, thì cái tuổi già nó nói về cái chết, nó nói về những cái sự decay, là những sự một tiêu hoại mục, đúng rồi đó. Thành thử là đối với ông đó, nó có hai cái thành phần khác nhau, hai cái faces khác nhau, hai cái định nghĩa khác nhau. Any last word you would have for our Vietnamese audience? Well, I just want to thank you for listening, and I think that the things that are at the heart of what I'm saying, I mean, this supplement that I've been taking is very expensive. It's not for everyone. Yeah. So in the future, someday it will be mass produced and it will be for everyone. So I just want people to get their head around the idea, or to understand that aging is not a natural thing, and that it actually is now a choice, and that you can do it with pills or you can do it with good karma, but it's just not normal. Think about the 8,000-year-old trees. Think about the immortal lobsters. You know, I just don't think aging is normal or natural. Fantastic. Yeah. Thank you so much, Dr. Park. My pleasure. Vâng, thưa quý vị, là ông nói rằng là ông chỉ biết rằng là cái thuốc hiện giờ nó cũng khá mắc, thành thử là không ai cũng phải uống thuốc đó được. Yeah. Tuy nhiên, ông mong rằng là trong tương lai nó sẽ được sẽ được sản xuất đồng loạt ra và nó rẻ hơn. Hôm nay cái điều mà ông muốn ghi nhận, tất cả chúng ta ghi nhận là thứ nhất, cái sự già, tuổi già nó đến chúng ta, đây không phải là một
tiến trình tự nhiên. Chúng ta cần có thể nghĩ nó rằng là tiến trình không tự nhiên và chúng ta có thể thay đổi được nó. Không biết là bác sĩ có muốn chấm dứt những cái lời cuối cùng hay không? Cái đó là food for thought. Yeah. Là aging là không tự nhiên. Không tự nhiên, yeah. Nhưng mà muốn nói thêm rằng là nếu mà quý khán thính giả muốn hỏi thêm về cái loại thuốc này hay là muốn mua đó thì cứ gọi thẳng đến văn phòng của Hạnh, Hạnh để số phone ngay ở dưới đó để quý khán giả gọi đến. Nhưng mà can you please tell us one bottle? How much would be for a month's dosing at current pricing? It could be maybe 150 to 400 a month, depending on how much you take. Vâng, tùy cái lượng mà mình uống mỗi tháng thì tốn từ khoảng chừng $150 đến $400 cho cái thuốc mà để mà nó chống lão hóa này. Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới với bác sĩ Hannah Hạnh Vũ. Thank you so much for coming. Thank you. All right. Thank you. Ciao.